Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình truyền hình thành phố Bắc Giang tuần này, sau phần điểm tin tức hoạt động trong tuần là phóng sự phản ánh về 6 xã trong thành phố Bắc Giang sẵn sàng tâm thế lên phường. Với chương trình là ghi nhận hiệu quả vốn vay ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tạo sinh kế cho hội viên cựu chiến binh xã Song Mai. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 3 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Giang tiếp xúc với cử tri thành phố Bắc Giang. Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang gồm các ông bà Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Nguyễn Thị Thúy Ngân, Phó Tổng Thư ký, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Thị Việt Hà, Giám đốc Sở Tư pháp đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Bắc Giang. Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mai Sơn, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã thông tin tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu trong đoàn trước và trong kỳ họp Quốc hội. Tại đây đã có 5 ý kiến cử tri thành phố kiến nghị với đại biểu Quốc hội và Trung ương và cơ quan chức năng địa phương về các vấn đề liên quan đến luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Đề nghị Quốc hội, các bộ ngành liên quan sớm xây dựng, hoàn thiện và ban hành nghị định thay thế nghị định 15, hướng dẫn thi hành luật xây dựng, làm cơ sở triển khai thực hiện. Nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế và tiền mai táng phí cho cựu quân nhân có thời gian công tác phục vụ trong quân đội ở tuyến sau, khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương nhưng không được hưởng chế độ. Đề nghị giảm tuổi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ 80 tuổi như hiện nay xuống đủ 75 tuổi. Quan tâm tăng phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ ở cấp thôn, tổ dân phố. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tuấn tiếp thu toàn bộ các ý kiến của cử tri quan tâm. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao ý kiến của cử tri thành phố Bắc Giang, đồng thời thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội của đất nước năm 2024. Cùng đó giới thiệu các bộ luật quan trọng đã được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, ủng hộ đóng góp ý kiến để Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành hoàn thiện cơ chế chính sách, đưa nghị quyết vào thực tế cuộc sống. Ngày 5 tháng 12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành kỳ họp thứ 23. Đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì. Kỳ họp lần này thông qua 19 nội dung quan trọng. Tại đây, các đại biểu đã nghe, thảo luận và nhất trí cao với nội dung trong các báo cáo, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu năm 2025, gồm báo cáo tình hình kinh tế xã hội, kết quả chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố, kết quả thực hiện đầu tư công, thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước, tình hình quốc phòng, an ninh. Theo đó, năm 2024, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân thành phố nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 do Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra. Đặc biệt, việc hoàn thành đề án nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng vào thành phố Bắc Giang. Kết luận nội dung này, đồng chí Vũ Chí Hải đề nghị các phòng ngành thành phố ra soát nhiệm vụ còn lại của năm, tập trung hoàn thành. Các phường xã chuẩn bị tốt cho tổng kết công tác lãnh đạo thi đua khen thưởng, làm tốt công tác tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính, công tác chuẩn bị cho ngày 1 tháng 1 năm 2025. Sau khi hoàn thành nhập địa giới hành chính, khối lượng công việc lớn, các phòng ngành phường xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ. Tiếp đó, tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí cao với các nội dung tờ trình, phân bổ chi tiết một số nhiệm vụ chi thường xuyên đợt 6 năm 2024, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Đề án thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị sự nghiệp. Đề án sáp nhập các đơn vị và dự thảo phương án đổi tên các cơ quan đơn vị khi nghị quyết 1191 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 có hiệu lực. Trong tuần tại Trường Trung học Phổ thông Thái Thuận, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức chương trình tôn vinh và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Bắc Giang năm 2024, tuyên dương học sinh đạt danh hiệu học sinh 3 tốt. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Bắc Giang năm 2024 có 138 sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực, cấp học, đăng ký tham gia dự thi. Đặc biệt, xuất hiện nhiều sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin có hàm lượng sáng tạo cao. Hội đồng giám khảo đã tiến hành đánh giá, nghiên cứu, lựa chọn ra 24 mô hình sản phẩm xuất sắc nhất để trao giải.
Ban tổ chức cũng giới thiệu 17 mô hình tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Kết quả tại vòng chung khảo cấp tỉnh, các sản phẩm sáng tạo của thành phố đã xuất sắc đạt 8 giải. Tham dự cuộc thi toàn quốc, thành phố vinh dự có 2 sản phẩm đạt giải, trong đó một mô hình đạt giải 3, một mô hình đạt giải khuyến khích. Tại chương trình tôn vinh, ban tổ chức cuộc thi đã trao giải thưởng cho tác giả, nhóm tác giả của 24 mô hình sản phẩm đạt giải. Ngoài tiền thưởng, tác giả của các mô hình sản phẩm đạt giải nhất cuộc thi được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và giấy khen của Ban Thường vụ Thành đoàn. Cũng tại chương trình, Thành đoàn tuyên dương trao giấy chứng nhận cho 33 học sinh đạt danh hiệu học sinh ba tốt năm học 2023-2024. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, 6 xã của thành phố Bắc Giang, đó là Tân Tiến, Tân Mỹ, Song Khê, Đồng Sơn, Song Mai và Dịnh Trì sẽ chính thức trở thành phường. Ngay từ khi có chủ trương xây dựng 6 xã trở thành phường, thành phố cùng các địa phương đã tập trung hoàn thành 13 tiêu chí, nâng cấp hệ thống hạ tầng và đổi mới tác phong, lề lối làm việc, xây dựng chính quyền đô thị, phục vụ nhân dân. Để hoàn thiện các tiêu chí đáp ứng xã lên phường, ngay từ sớm, xã Tân Tiến đã bắt tay vào chuẩn bị, nhất là đối với việc phát triển đô thị. Xã đã đầu tư kinh phí sửa chữa, chỉnh trang lại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và bộ phận một cửa xã với đầy đủ các trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu công việc cũng như phục vụ tốt nhất cho người dân. Tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức được đổi mới theo mô hình chính quyền đô thị. Trong quá trình đến đây làm giấy tờ thì các anh chị trong đây là hướng dẫn tôi nhiệt tình cái gì còn thiếu để tôi bổ sung làm nốt, và buổi sáng nay tôi đã hoàn thành. Bộ mặt đô thị của xã Tân Tiến có sự đổi thay lớn, nhiều dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố được triển khai trên địa bàn, nhiều khu đô thị hiện đại được hình thành, cơ sở hạ tầng được đầu tư có trọng tâm trọng điểm như điện đường, trường trạm, các thiết chế văn hóa đã giúp kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Đến nay, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm gần 90%. Cũng ngay khi nghị quyết 1191 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ban hành, xã đã tập trung tuyên truyền các nội dung của nghị quyết, giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn tại, dự kiến phân ranh giới địa bàn, các tổ dân phố mới và xin ý kiến nhân dân thống nhất chủ trương đổi tên thôn thành tổ dân phố cùng các điều kiện cần thiết khác. Để thực hiện cái kế hoạch số 160 ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban dân thành phố Bắc Giang, thì Đảng ủy và Ủy ban xã Tân Tiến cũng đã xây dựng một kế hoạch về triển khai thực hiện nghị quyết 1191 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Tân Tiến. Thế thì chúng tôi cũng đã phân công cho cán bộ công chức để thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần là rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Chúng tôi tổ chức cái hội nghị là công bố cái nghị quyết 1191 về thành lập phường Tân Tiến, dự kiến trước ngày 10 tháng 1 năm 2025. Xã Đồng Sơn cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho lễ công bố thành lập phường Đồng Sơn, được tổ chức vào đầu tháng 1 năm 2025. Thôn Sòi là một trong những thôn có tốc độ phát triển đô thị nhanh của xã. Nhiều đường giao thông được mở mới, hình thành các khu đô thị, khu dân cư mới. Diện mạo của thôn thay đổi rõ rệt từ cơ sở hạ tầng đến các công trình phúc lợi, phục vụ nhân dân. Người dân phấn khởi tin tưởng vào sự phát triển mới của phường Đồng Sơn. Sau khi có chủ trương sát nhập địa giới hành chính, thì xã Đồng Sơn lên phường, thì ngay từ địa phương thôn Sòi, từ cán bộ đảng viên cho đến nhân dân rất đồng tình và rất tin tưởng trong cái việc lên phường. Đấy, thế còn ngoài ra còn các cái thiết yếu hạ tầng nói chung được đảm bảo phục vụ cho người dân rất là tốt trong cái việc chuẩn bị lên phường. Để chủ trương xây dựng xã Đồng Sơn trở thành phường thực hiện hiệu quả và nhận được sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân, Đảng ủy xã tập trung cao lãnh đạo chỉ đạo, Ủy ban nhân dân triển khai thực hiện quyết liệt nhằm hoàn thành các tiêu chí chuẩn phường, và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đối với Đảng bộ xã Đồng Sơn thì cũng đã tập trung xây dựng nghị quyết chuyên đề. Đấy, và chúng tôi cũng đã tập trung triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã, và nhất là về cái việc chỉ đạo đối với Ủy ban dân và Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động nhân dân, và chúng ta đã tập trung cao cho cái việc xây dựng hoàn thiện các cái tiêu chí để đảm bảo xã lên trở thành phường. Bên cạnh đó chúng tôi đặc biệt quan tâm về cái xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đó là
về cái xây dựng điện đường trường trạm. Căn cứ vào nội dung của nghị quyết thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong nhân dân, nắm được chủ trương của nghị quyết, nội dung nghị quyết và vận động nhân dân chung tay cùng với cấp ủy chính quyền xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hưởng ứng là cái phong trào Chủ nhật xanh vệ sinh môi trường, đảm bảo xây dựng tuyến thôn xóm gọi là sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Thực hiện nghị quyết số 1191 ngày 28 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025. Đến nay, cả 6 xã trong thành phố đang tập trung hoàn thành nốt các nhiệm vụ của năm 2024, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để bộ máy chính quyền đô thị hoạt động thông suốt ngay từ giờ đầu ngày đầu khi chính thức chuyển giao vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 tới đây. Nhiều năm nay, công tác ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội được Hội Cựu Chiến binh xã Song Mai tổ chức thực hiện khá tốt, đã tạo cho hội viên cựu chiến binh có điều kiện để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhằm đem lại hiệu quả trong việc vay vốn và sử dụng vốn tín dụng, Hội Cựu Chiến binh xã Song Mai đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội, đứng ra nhận ủy thác cho các hộ gia đình, hội viên vay vốn để sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế. Đến nay, hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh nhận ủy thác quản lý 5 tổ tiết kiệm vay vốn với 229 hộ được vay với tổng số dư nợ lên đến trên 8,6 tỷ đồng. Hội Cựu Chiến binh xã tổ chức triển khai tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và nhân dân nắm được các chính sách tín dụng mới của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ đó để nhân dân nắm được và Hội Cựu Chiến binh xã chúng tôi đã làm tốt cái khâu tuyên truyền. Từ đó tạo điều kiện cho các cán bộ, hội viên đăng ký vay vốn và cấp hội chúng tôi sẽ tổ chức lựa chọn những khách hàng, những cán bộ hội viên đủ điều kiện vay vốn và đúng đối tượng vay vốn. Chúng tôi hướng dẫn làm hồ sơ thủ tục để giúp các hội viên cựu chiến binh và nhân dân tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn giải quyết việc làm. Đây là một nguồn vốn tôi thấy rất là hiệu quả để giúp các cán bộ hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế gia đình mình, vươn lên làm giàu chính đáng. Điển hình như cựu chiến binh Trần Lương Báo ở thôn Phúc Thượng này. Từ nhiều năm nay, gia đình ông đã có nghề trồng hoa. Đầu năm 2024, ông được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 50 triệu đồng. Ông có thêm điều kiện để đầu tư vào mô hình trồng hoa. Hiện nay, gia đình ông đang trồng 6 sào hoa ly, hoa dơn, hoa cúc. Toàn bộ diện tích hoa này sẽ kịp cung ứng ra thị trường hoa Tết Nguyên đán sắp tới. Được biết, ngoài vụ hoa chính phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán, thì gia đình ông còn trồng thêm khoảng 2 vụ hoa khác trong năm. Trừ các khoản chi phí đầu tư, gia đình ông thu nhập khoảng 200 triệu đồng từ trồng hoa. Rất phấn khởi là khi được sự quan tâm của cấp trên đấy, đã cho tạo điều kiện cho chúng tôi vay, ngân hàng chính sách cho vay thì là hỗ trợ rất tốt cho chúng tôi về đồng vốn, coi là để đầu tư kịp thời, cả giống, phân lân rồi mọi thứ là kịp thời. Thế nên là điều đó là tôi thấy rằng là rất là có ý nghĩa với những hộ nông dân nói chung và cựu chiến binh chúng tôi nói riêng. Cũng từ tháng 5 năm 2024, gia đình cựu chiến binh Đỗ Văn Dũng ở thôn Vĩnh An được vay Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh 100 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay, gia đình ông đã đầu tư mua 4 con bò giống sinh sản. Theo ông, nếu bò sinh trưởng phát triển bình thường, mỗi năm 4 con bò mẹ này sẽ sinh sản một lứa bê. Tính theo giá thị trường hiện nay, mỗi năm từ mô hình nuôi bò sinh sản này sẽ đem lại thu nhập cho gia đình ông Dũng khoảng 100 triệu đồng. Bên cạnh mô hình nuôi bò sinh sản, nhiều năm qua, cựu chiến binh Đỗ Văn Dũng còn duy trì việc nuôi cá trên diện tích hơn 3.000 m2 ao của gia đình. Từ mô hình này đã đem lại nguồn thu nhập ổn định hàng năm cho gia đình. Tôi là cựu chiến binh của thôn thì cũng đã tiếp cận được mấy cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách này, thì là tôi cũng đã rất cố gắng để coi như là giúp gia đình đấy vay được cái nguồn vốn này, thì là về mới để coi như là nuôi bò để coi như là
gia đình có thu nhập lên cao, đời sống coi như gia đình coi như là khống khá lên. Việc nhận ủy thác nguồn vốn chính sách cho hội viên hội cựu chiến binh vay vốn đầu tư phát triển kinh tế đã từng bước tạo sinh kế ổn định cho hội viên hội cựu chiến binh xã Song Mai. Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển và đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình thành phố Bắc Giang ngày 5 tháng 12 năm 2024. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Thân ái tạm biệt quý vị và các bạn.